một bản nữa, không sao cả. Cho nó nhớ. Sam này, được chưa? Sau đó chúng ta vào cái phần apache-friend.org này. Được chưa? Nó sẽ có Sam for Windows, hoặc là chúng ta bấm vào cái đây phần download này này. Download này. Được chưa? Chúng ta bấm vào cái download này. Chúng ta nhìn thấy Sam for Windows này. Chúng ta chọn cái bản 7.1.12 tải về. Được chưa? Cứ tải về đi, xong rồi cài. Cài nhớ là nó sẽ có phần chọn ổ để cài cho mình. Thì cài vào cái ổ khác, cái ổ C nhé. Ổ C là ổ chứa Windows đúng không? Thì chúng ta không cài vào trong ổ C đấy, cài trong ổ khác. Mình này không mang bút à? Được chưa? Còn nếu bạn nào đã có SAM rồi, cài thêm, cài vào thư mục SAM 2. Chẳng sao cả, tạo thư mục SAM 2 ra cài vào trong ổ. Không sao hết. Tiếp theo, tôi sẽ trong cái thời gian chờ đợi chạy thế nào, tải cái cài thế nào. Vứt còn chỗ nào thôi. Đây là cái lưu trữ, đây là cái file cài, đó phải là file đi xem rồi. Cứ bước đầu là gì ấy, phải làm gì ấy. Bật cái bật cái nó hỏng đấy. Làm gì ạ? Làm gì ạ? Đi xem để giải quyết vấn đề gì? Mày không còn ổ khác à? Nó làm gì có cái ổ nào đâu? Không có ổ C nữa sao đấy? Tại sao lại thế? Máy là bao nhiêu ổ? Ổ dữ liệu máy bao nhiêu ổ cũng mấy chục đi? Không biết luôn. Mày chẳng biết gì. Ui dồi ôi, một tên. Ổ mày cũng tận một tên rồi, mày chỉ giữ một ổ cứng thôi hả nhá. Ôi. Trên mặt rồi. Đi ra. Không biết một cái gì. Thank you.
sau mấy thằng kia tính đâu rồi, bảo nó chờ tí nó chạy lên rồi mà hỏi cô. Đấy, đấy chọn viết thư thư mục đấy, viết tên thư mục xong đấy. Rồi, đấy. Rồi, đi tiếp, tắt này đi. Rồi, rồi, rồi. À, hai thằng này sao rồi? Quay đều rồi. Ghê sao rồi? Chạy đi ra nào. Mày đi qua đấy làm gì hả con? Nhấc ngay cái đấy ra ngoài. Cancel. Nhấc cái đấy bất cứ mày cái xúc được. Cái chỗ này là cái chỗ đâu phải là để chứa những file vớ vẩn như thế này. Bỏ chưa? Làm quá vẫn chẳng hiểu gì về hệ điều hành. Hoàn bật mấy cái này làm gì? Đấy, cái vấn đề gì? Konami các thứ các kiểu. Chẳng hiểu không định đi học thì kêu cho cái kiểu gì. Tắt cái này ngay. Bật mấy cái này nó nặng máy lên chứ được cái gì đâu. Mình muốn cái ổ bây giờ chia cho mình 3 ổ nhá, chia thêm 3 ổ nhá, hay là 2 ổ, chia thêm 2 ổ nữa đúng không? Mỗi ổ là chia cho mình 1024 × 200 nhá, 200 nhá. 200 nghìn nhé. Gì vậy? Làm gì mà xấu đấy? Nó vỡ nó kéo hết khung hình như thế này. Rồi chia thêm cái nữa nhé. Hãy cứ đặt tên này nhé. Đấy. Nhìn cái gì được? Chẳng biết một cái gì mà sợ thân. Máy thì nó có khỏe. Được chưa? Cài rồi nhá. Tiếp theo tôi giải thích tiếp này. Những cái gì mà chúng ta đang học hiện giờ, từ đầu đến giờ, 40 mấy buổi từ đầu đến giờ, tất cả đều là người ta gọi là một cái thứ tổng web tính. Web tính. Và web tính nó hình thành từ HTML, CSS và JS. Đúng chưa? Ví dụ như chúng ta truy cập vào một trang web, thì chúng ta tưởng tượng bây giờ chúng ta làm một trang web làm về tin tức chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình xây dựng một cái giao diện trông nó như thế này. Cái gì nhỉ? Ví dụ vào 24h.com.vn đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể là làm một trang web trông nó như thế này luôn. Làm được không? Bỏ hết phần quảng cáo này đi. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được một nguyên một trang HTML nó gồm nội dung như thế này đúng không? Cóp ảnh về, viết text vào là xong đúng không? Không phải là vấn đề. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiến hành là đây, cái trang này nó sẽ trông như này. Đây tiêu đề này, đây là ảnh này, diện này. Còn đây là cái text ở dưới này, cái ảnh này. Cái text này không phải là không có gì khó khăn. Đúng không? Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn tạo ra trang thứ nhất như này được, nếu muốn tạo trang thứ hai thì chúng ta lại phải code HTML nguyên cho một trang mới.
Đây là trang A chấm HTML. Sau nếu mà muốn tạo ra trang B chấm HTML thì chúng ta lại phải tạo ra một file HTML mới, đúng không? Sau đó là viết code, viết text nữa ra đây, rồi lại ảnh, rồi lại text, rồi lại text. Nó khác so với bên này, đúng chưa? Như này thì nếu mà như vậy thì chúng ta khi mà làm báo như này thì thứ nhất là phải yêu cầu chúng ta phải có rất là nhiều file HTML, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là những cái người mà không biết gì về HTML, không biết code ấy, thì họ không làm được, đúng nhá, họ không làm được. Thế vậy thì và cái thời gian phát triển những cái trang HTML này nó rất là lâu và gần như là nó không được thay đổi theo thời gian, viết xong là xong chứ không có update gì cả, đúng không? Làm này rất là tù tội và năng suất thấp. Cho nên là sau này chúng ta làm việc, chúng ta không làm theo kiểu là web tĩnh như này nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang một cái hình thức là web động và chạy trên cái cơ chế là cái mô hình client server. Thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ động chạm đến cái phần web động này. Thì ví dụ khi mà làm web của chúng ta sẽ có một cái mô hình như sau. Đầu tiên, khi mà bất cứ khi nào chúng ta vào web, thì chúng ta phải sử dụng cái gì đấy, cái trình duyệt, đúng không? Cái trình duyệt là chúng ta gõ một cái đường dẫn vào đây, đúng không? Gõ một đường dẫn đây, bấm enter, đúng chưa? Thì cái trình duyệt nó sẽ gửi một cái yêu cầu đến một cái máy chủ nào đấy, đến một máy chủ X. Đây là máy chủ, ta gọi là server. Như này, đến một cái máy chủ nào đấy. Cái máy chủ này nó có khả năng, thực ra cái máy chủ nó chính là một cái máy tính nhá, giống như máy của chúng ta, có thể là đặt được máy chủ được. Được chưa? Sau cái máy chủ nó sẽ tiến hành là phân nhận cái yêu cầu này. Sau đó nó phân tích cái yêu cầu của chúng ta ra, phân tích theo kiểu là những cái tham số trên URL, phân tích theo những cái dữ liệu ở dưới header, tất cả những cái liên quan đến cái body này. Sau đó nó sẽ tiến hành làm sao? Xử lý bằng code backend. Bằng code backend. Và nó sẽ động chạm đến một cái thứ gọi là database. Nó có thể tương tác được một cái thứ gọi là database. Database người ta gọi là, chuyển tiếng Việt là cơ sở dữ liệu. Được chưa? Cơ sở dữ liệu. Thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem là cái này nó như thế nào. Cái cơ sở dữ liệu nó là nơi để lưu trữ những cái text, hầu hết là text của chúng ta, nội dung bài viết này, đường dẫn ảnh này, tiêu đề bài viết này, tên tác giả này, các thứ các kiểu, rồi thì cái đường dẫn của bài viết nữa. Sau đó nó sẽ tiến hành là gọi xuống database trả ngược data vào trong code backend sẽ giúp chúng ta sinh ra một file HTML mới và chuyển ngược lại cho cái trình duyệt. Được chưa? Đến lúc đấy là người dùng sẽ nhìn thấy là cái trang web của mình thay đổi. Bây giờ tôi chỉ cho các bạn xem là cái phần này nó thay đổi như thế nào. Ví dụ như sau. Ví dụ như tôi có một trang là trang dongnammedia.com.vn, tôi đang làm trang này. Đây, thứ nhất, đầu tiên trình duyệt của tôi gõ cái đường dẫn ra, đúng chưa? Gõ cái đường dẫn ra, enter xuống. Xong chưa? Thì cái con server này nó sẽ nhận được, cái con server chứa cái code của trang Đông Nam Media này sẽ nhận được cái yêu cầu và xử lý, phân tích xử lý. Thì cái con server đấy nó được định danh bằng một cái thứ người ta gọi là cái IP. Tôi có thể gõ cái IP của nó ra đây, 128.199.130.187. Đây là cái IP của con server này. Tí nữa giải thích cho các bạn cái IP, cái thậm chí máy chúng ta bây giờ cũng có IP. Được chưa? Tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn. Thực tế ra tôi gõ cái dongnammedia.com.vn này nó không khác gì tôi gõ cái IP là 128 này, tôi enter xuống, kết quả giống hệt nhau. Đúng không? Thấy giống hệt nhau. Thì bây giờ cái IP này nó đại diện cho một cái máy chủ, nó là một cái máy tính thật. Được chưa? Sau đó cái máy tính thật của tôi nó có khả năng nhận được cái request, tức là những cái gì tôi viết ở trên này. Tôi gửi lên trên kia, nó đọc, nó phân tích ra xem cái đường dẫn tôi gửi lên là cái gì. Sau đó nó sẽ
chọc xuống cơ sở dữ liệu. Ví dụ tôi vào trong cái phần này, ví dụ vào chương trình vì một cộng đồng phát triển ASEAN đúng không? Các bạn nhìn thấy cái này không? Sự kiện đã tổ chức chương trình vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết phát triển. Nhìn thấy cái này không? Rồi nhá, bây giờ tôi copy này. Rồi đến giờ chuông dậy à? Rồi tôi copy đường dẫn này nhá. Được chưa? Tiếp theo nữa là tôi sẽ có một cái cơ sở dữ liệu. Đây Đông Nam Media đây. Mở ra. Sự kiện. Rồi, các bạn nhìn đấy. Control F. Nhìn thấy gì? Tìm thấy không? Được chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn nó xác định được chưa? Màu xanh nhỉ? Thứ nhất, đấy đúng là cái đường dẫn không? Thứ nhất, chúng ta dựa vào cái đường dẫn chúng ta xác định được một cái dòng dữ liệu nó lưu trữ ở trong này. Được chưa? Sau đó bây giờ sao? Đã lấy được cái dòng đấy rồi thì tôi sẽ lấy được tiếp cái content. Đây cái năm 2005, 2015 ấn định sự ra đời của cộng đồng ASEAN. Xem có phải ở dưới này không? Chính xác không? Đúng chưa? Thậm chí bây giờ tôi thay đổi một cái gì đấy ở trong này, ví dụ như kiểu là tôi thêm cái chữ hiện TH ở đây. Đi vào. Đi rồi nhá. Được chưa? Xong chưa? Tôi thay đổi nó một phát ở trong kia là ở đây nó thay đổi luôn khi mà các bạn F5. Đúng chưa? Tương đương với cái việc là chúng ta tiến hành lưu trữ tất cả nội dung của website của mình vào trong một cái nơi người ta gọi là cơ sở dữ liệu. Đúng không? Sau đó dựa vào những cái đường dẫn, dựa vào những cái tiêu chí chúng ta sẽ chọc vào trong DB để tìm kiếm xem cái bản ghi nào là cái bản ghi phù hợp mà chúng ta muốn kéo nội dung ra ngoài. Được chưa? Và khi mà chúng ta kéo nội dung ra ngoài rồi thì cái code backend sẽ giúp tạo cho chúng ta một cái file HTML. Dựa vào nội dung đây này, các bạn nhìn để ý này. Trong này là code HTML chứ là cái quái gì? Nhìn thấy là P không? Đúng chưa? Nhìn thấy những cái thẻ như này không? Đây là những cái thẻ đấy. Đúng chưa? Nó chính là những cái thẻ PHP đấy chứ là cái gì? Là thẻ HTML chứ là cái gì? Sau đó nó trả lại cho cái trình duyệt của chúng ta một cái màn hình dựng bằng HTML trông như thế này. Từ đầu đến cuối. Được chưa? Và đấy, thì đấy là cái mô hình client server. Cái việc đầu tiên là trình duyệt gõ vào hay là bấm một cái nút nó sẽ thay đổi cái đường dẫn đúng không? Nó sẽ gửi yêu cầu một cái tín hiệu nào đấy đến cái máy chủ. Máy chủ dựa vào cái tín hiệu mà dưới trình duyệt gửi lên để phân tích ra xem là cần phải xử lý cái gì. Ví dụ như nó lấy được cái đường dẫn ở trên kia, nó lấy từ cái đoạn chương trình vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết phát triển kìa, đúng không? Nó lấy từ đấy, sau đó là nó phân tích, nó chọc xuống, nó gửi, nó kiểm tra xem là cái đường dẫn này nó có tồn tại ở trong cơ sở dữ liệu không. Nếu mà có thì ở bản ghi nào, đúng không? Thì nó sẽ lấy ra được toàn bộ, thì cơ sở dữ liệu nó phản hồi cho cái code backend ở đây xử lý là tao dựa vào những cái gì mày gửi xuống, tao tìm ra được một cái bài viết nó như thế này. Được chưa? Đây, dữ liệu nó trả lên cho mày code backend. Code backend sẽ tiến hành là nhét nó vào, sinh ra một cái file HTML gồm dữ liệu mới và trả ngược lại cho trình duyệt để đọc được cái bài viết này. Được chưa? Và đến lúc đấy chúng ta không cần phải mỗi trang HTML, mỗi cái bài viết là một trang HTML với nội dung khác nhau nữa, mà nó sẽ được sinh ra từ dữ liệu động được lưu trữ ở trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thay đổi thì bài viết sẽ được thay đổi. Được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể thay đổi, có thể viết mới được bài viết bằng cái phần phía backend. Ví dụ tôi vào đây, tôi vào phần trang admin, tôi login vào, chúng ta nhìn thấy đây là phần quản trị đúng không? Thì bây giờ ví dụ như vào trong cái phần sự kiện đấy, tôi thêm mới, tôi vào danh sách. Đây, chúng ta nhìn thấy cái bài viết đây đâu nhỉ? Dịch vụ chẳng biết, thêm mới đi. Chúng ta nhìn này, đây là tiêu đề, đây là nội dung, đúng nhá? Nhìn thấy cái này thì giống gì? Có giống Word không? Bây giờ cái người không có kỹ năng lập trình cũng có thể viết bài được, đúng nhá? Thì cái việc của lập trình viên của mình là cái gì?
tạo ra những cái công cụ để cho kể cả những người không có kỹ năng lập trình họ cũng có thể điều khiển được cái website của họ theo ý họ mong muốn, tạo ra công cụ thôi, được chưa? Thì đấy, đây nó là cái mô hình gì đấy? Chúng ta là khi truy cập một website, chúng ta là khách, chúng ta là client, được chưa? Còn bên phía máy chủ và chúng ta phải code, viết code ở trong này thì đây là server, đây là mô hình client server, được chưa? Và cái việc gửi yêu cầu ở đây, đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nói cho các bạn cái từ là cái từ là yêu cầu. Khi mà chúng ta nói chuyện với nhau trong ngành, chúng ta gọi nó là từ này, request là gửi một yêu cầu từ trình duyệt lên server để xử lý, và server xử lý xong sẽ trả ngược về một cái tín hiệu cũng như là một cái file html nào đấy cho trình duyệt, thì cái việc này gọi là response, phản hồi, được chưa? Và cái máy chủ này đã hiểu mô hình gì chưa? Và chúng ta chỉ cần hiểu đấy thôi, còn mấy nữa chúng ta được là chúng ta sẽ thấy là nó khác rất là nhiều. Thì cái máy chủ này, nãy tôi vừa mới nói là nó được xác, nó là một cái máy tính mà nó được định danh bằng một cái gì? IP, đúng chưa? Bằng một cái IP, được chưa? Như IP của con máy chủ này là 192.168 chứ bao nhiêu chứ 187 đấy, tôi nhớ lại. Đây đúng không? Đây, như này. Nhưng mà chúng ta nhìn cái đoạn code, cái đoạn IP kia, chúng ta có nhớ được ngay không? Không, chẳng nghe nhớ được cả. Kể cả máy các bạn vậy, mở CMD lên, tôi bảo. Mở cái CMD lên. Ai đi mở cửa kia không ạ? Đấy, mở cái CMD lên. Thấy chưa? Gõ tôi vào đấy cái chữ là ipconfig, ipconfig xong enter, không cách tiếp gì đâu nhá. Config mà. Enter rồi. Đấy là vào wifi thì nhìn thấy mình là 10 chấm bao nhiêu đấy, đúng nhá. Còn nếu mà đứa nào cắm dây mạng thì sẽ nhìn thấy là mình là 192.168 chấm bao nhiêu đấy, đúng nhá. Hai thằng cắm dây mạng xem cái IP có giống nhau không? Không đúng không, nó sẽ khác nhau ở phần cuối đúng không? Hai thằng vào cùng wifi nó sẽ thấy là cái số khác nhau đúng không? Được chưa? Đấy là khi mà chúng ta kết nối vào trong một cái mạng local, mạng LAN ấy. Khi mà chúng ta kết nối vào trong một cái mạng LAN thì tự động cái con router, cái con access point ấy, cái con mà chia sẻ cái tín hiệu mạng của các bạn ấy, nó sẽ tự đánh giá cho mỗi một cái máy tính trong cái mạng lưới đấy một cái con số, được chưa? Một cái con số, và không bao giờ cái con số này được phép trùng nhau, được chưa? Không bao giờ được phép trùng nhau. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những cái IP này để chúng ta định danh cho một cái máy ở trong cái mạng lưới của mình, mạng lưới network của mình. Ví dụ nhà chúng ta có sử dụng mạng không? Có cái switch không? Cái modem chúng ta cắm lấy mạng từ ngoài vào đúng không? Ở đằng sau nó có mấy cái lỗ đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể là hai cái máy, ba cái máy, bốn cái máy trong nhà thì cắm dây mạng vào cái lỗ đấy, kéo ra ngoài cắm vào máy mình là có mạng đúng không? Đấy người ta gọi là một cái mạng LAN, được chưa? Hoặc là các bạn vào chung một cái wifi, vào chung một cái wifi thì đấy nó cũng là một cái mạng LAN. Cái chữ LAN này là viết tắt của từ local area network. Local là gì? Địa phương. Area là khu vực. Network là mạng lưới, được chưa? Đây là tạo ra một cái mạng lưới của mạng lưới internet cục bộ, tức là nó chỉ hoạt động trong phạm vi của cái, nếu các bạn rút dây mạng ra, bạn rút dây mạng ra không chết, vẫn có mạng nhưng nó có dấu chấm than thôi đúng không? Đấy là thể hiện cái việc là không có internet,
chứ không phải là không có mạng, không không có kết nối. Các máy vẫn có thể truy cập vào vào máy của thằng bên cạnh mình rồi. Tí nữa tôi cho các bạn xem, tôi lấy máy của Huy vào máy của Nga cùng xem. Đấy chuyện bình thường. Chỉ cần vào chung một mạng các bạn có thể, nếu mà máy các bạn bảo mật không tốt, các bạn hoàn toàn có thể chọc máy tất cả thứ ở các kiểu. Thậm chí là tôi cài thêm đồ vào trong cái máy của thằng Nam này luôn. Thích lấy cái gì lấy. Tôi nói thật mà, đấy là sự thật. Cho nên là bây giờ nếu mà chúng ta không kể ý cái sự bảo mật của mình thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm thoại. Được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ, tôi giúp các bạn mỗi thằng tạo một con server để thằng bên cạnh ngồi truy cập vào. Nếu thích thì đi đốt cũng được. Tôi nói thật mà, nếu mà chúng ta cứ truy cập vào cả lớp để cùng truy cập vào máy của một thằng, cứ ngồi bấm F5 kiểu gì cũng treo. Đấy là sự thật, chuyện bình thường. Được chưa? Thì chúng ta đã xác định được cái IP. Anh hiểu cái IP là cái gì chưa? Rồi. Nhưng mà nếu bây giờ cái IP này nó làm hoàng này tôi không thể nhớ được. Tôi thề với các bạn tôi không thể nhớ được. Đúng chưa? Gì? Ông không đi nốt được nó đâu. Ông làm sao mà đủ tuổi mà làm cho con này chết được? Được chưa? Rồi tiếp theo này. Nếu bởi vì cái dãy số là cứ khó nhớ thì tôi cũng không nhớ được. Đúng chưa? Cho nên là người ta khi mà định danh một cái website, người ta sẽ sử dụng cái khái niệm tên là domain, hay còn gọi là tên miền. Tên miền. Được chưa? Cái tên miền nó chính là cái ở đây tương đương với cái việc là cái Đông Nam Media. Đôngnammedia.com.vn. Hiểu chưa? Thì cái tên miền này các bạn đọc phát, tôi nói cho các bạn phát, các bạn có nhớ không? Mày thì có nhớ được cái gì đâu. Thứ nhất, cái tên miền này nó là bằng text. Nó dễ nhớ hơn so với cái dãy số thì rất là nhiều lần. Đúng không? Và cái tên miền này khi các bạn đăng ký nó cũng là duy nhất trên thế giới. Duy nhất chúng ta là người đăng ký là chúng ta sở hữu cái tên miền này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là trỏ cái tên miền về một cái IP nào đó. Như vậy thì tương đương với cái việc mà khi các bạn vào một cái tên miền, không khác gì các bạn vào một cái IP cả. Được chưa? Hiểu chưa? Không khác gì nhau, hai cái việc này không khác gì nhau. Và trong cái tên miền, trong cái IP này nó lại tương đương với cái việc chúng ta chọn vào một cái server đã được định danh. Được chưa? Thế server nó là như thế nào? Cái server ấy, bản chất nó là một cái máy tính. Nhưng mà cái sức mạnh của nó thì hơn so với cái máy tính của chúng ta bây giờ rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết cái CPU, cái chip ấy. Chip khỏe nhất bây giờ chúng ta biết là chip gì? Chip gì? i5. Nó ra đến i9 được không ạ? Đúng nhá. Nhưng mà thực chất ra mấy cái chip core i gì đấy nó chỉ là phục vụ cho mục đích là máy tính cá nhân. Thấy chưa? Nó sung nó khỏe thôi. Nó giải quyết vấn đề cục bộ thì nhanh. Tuy nhiên server thì nó sẽ dùng cái loại chip là chip CPU. Chip CPU. Chip này nó khỏe hơn so với cái Core i được không? Rất nhiều lần. Được chưa? Và Intel ấy, mấy cái nhà sản xuất CPU nó sống nhờ cái này này. Nó sống nhờ cái này này. Chứ còn mấy cái chip Core của chúng ta nó kiểu dạng tiền lẻ, không ăn thua gì cả. Hiểu vấn đề không? Và mỗi một cái máy chủ nó sẽ là một cái con chip CPU xung rất là cao. Thậm chí là có những con máy chủ nó 2 chip. Nên chuyện bình thường. Và ngoài chip ra thì nó có cái gì? RAM. Biết RAM là gì không? RAM là gì? À? Random Access Memory. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Biết nó là cái gì không? Cái RAM ấy, chúng ta ai có túi quần đúng không? Rồi, bây giờ ví dụ thằng Huy cầm con chuột nhắc túi. Nhắc là túi áo được, túi quần được, nhắc chung một cái túi. Được chưa? Thằng Nam đưa đốt đến con chuột cho nó. Rồi, ông cầm thêm cho tôi cái bút này ông nhắc rồi đấy. Nhét hết vào đây nữa, nhét hết vào. Rồi bây giờ các bạn để ý này, thằng rút cái dây chuột dây ra, rất rút cái dây chuột ra không đứt.
Rồi đứng lên đây. Nhìn lên vào. Rồi nhá. Bây giờ cái túi, đây là cái túi của nó đúng không? Bây giờ tôi yêu cầu nó lấy ra cái bút. Cho bạn xem nó lấy ra trong bao lâu. Lấy cái bút ra. Thò hết tay vào. Yêu cầu là phải thò hết tay, một tay thôi. Chỉ một tay thôi, làm sao làm. Rồi, ok. Nó mới khoảng mấy giây đúng không? Được chưa? Nếu bây giờ bỏ hết đồ ra, chỉ chứa mỗi cái bút thôi, thì liệu theo các bạn liệu có lấy ra nhanh hơn? Có đúng không? Hoặc nếu bây giờ thằng này nó mặc một cái áo khác với cái túi to hơn, liệu nó có thao tác nhanh hơn không? Có đúng không? Bây giờ về chỗ đi. Thì ở đây cái RAM nó là chính là cái túi. Nó đơn giản là cái nơi để chứa, nó là cái không gian để giúp chúng ta xử lý cái việc cộng trừ nhân chia, tính toán, truy cập dữ liệu. Nếu mà không gian càng lớn thì chúng ta càng dễ cái gì đấy, càng dễ dàng thao tác, hoặc dữ liệu càng ít thì chúng ta cũng càng dễ dàng thao tác hơn. Đấy là lý do vì sao ví dụ như các bạn bật nhiều chương trình cùng một lúc, ví dụ vừa chơi LOL vừa bật khoảng 10 cái tab trên Chrome, rồi vào bật luôn cả cái cái Adobe Photoshop CS6 rồi ạ. Đến lúc đấy thì máy làm sao? Giật, đơ là chuyện bình thường. Sau đấy level là giật, giật xong rồi đến bật thêm, cố bật thêm một cái gì đấy nữa là thôi màn hình xanh. Đúng chưa? Nó quá cái giới hạn xử lý của cái túi, tương đương với cái túi của thằng Huy nó bị rách. Đúng chưa? Tương đương với cái việc túi nó bị rách thì là máy sẽ phải khởi động lại. Thì đấy nó là cái ý nghĩa của cái thằng RAM này. Đúng chưa? Tất nhiên là RAM ở trên server nó sẽ rất là khỏe. Nó sẽ rất là nhiều, ví dụ như tầm min là khoảng 10 mấy GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, có những con 128 GB RAM. Cái chuyện bình thường. Được chưa? Đấy là cái tổng quan về cái khái niệm client server. Rồi, tiếp theo quay trở về với thằng Sam của mình. Đã cài xong chưa? Đấy đi. Chọn đầu khác vào C ra. Chữ để làm rõ về minh bạch về cái việc thu chi. Đấy,
Rồi đúng không? Bật cái này cái gì nữa? Bật cái sound control lên nào. Bật cái sound control lên. Sound control bên này. Rồi tí tôi trả cho nó 2.000. Cứ đầy tiền. Được chưa? Bật sound control bên lên chưa? Nó sẽ là cái màn hình như này. Đây là Apache này. Đây là MySQL này. Đây là cái nút run này. Đúng không? Đúng chưa? Start đây run. Start à? Start. Đây là cái gì nhỉ? ME này. Đây là config này. Chúng ta quan tâm đến cái dòng này trước. Chưa quan tâm đến MySQL, chúng ta chưa học đến. Được chưa? Bật lên đấy được chưa? Bây giờ bấm cái nút start này. Bấm vào đi, xem nó có lên không? Rồi đèn xanh. Rồi lỗi là chuyện bình thường, không sao cả. Bấm lại coi nào. Từ đây gì đây? Trong registry sinh ra lỗi, đây là chuyện bình thường.
Thế cho nên đã lỡ cài vào đâu rồi thì cứ để yên ở đấy. Đừng có mà chuyển đi qua chỗ này chỗ kia làm gì cả. Thêm vào đấy một cái nữa đó là nếu mà đã lỡ chuyển rồi thì tốt nhất là gỡ nó cả. Trong cái thư mục nó có cái uninstall, gỡ nó cả rồi cài lại. Chứ đừng có mà chuyển linh ta linh tinh làm gì phải sao. Cái lúc tải lên xong chuyển luôn xong cái cả không thì cái đấy thì chuyện bình thường, tốt quá. Được chưa? Rồi tiếp theo, nếu không có lỗi thôi, các bạn sẽ không có bao giờ có cái kinh nghiệm sửa lỗi nữa. Đấy chuyện bình thường. Rồi tiếp tục. Bây giờ này, các bạn bật cái thằng Apache lên được. Vào web vào trình duyệt gõ localhost hoặc gõ là 127.0.0.1 enter. Không cách gì đấy, có mỗi chép cái từ trên bảng nó cũng được, về chữ A mà không biết tag cái số đi. Sao đã chưa? Rồi cái gì mà rồi? Tôi bảo ông chỉ có, tôi chỉ bảo ông có mỗi cái chữ localhost thôi mà. Ông vào chấm con làm gì? Đây các bạn. Đúng rồi, đây đúng rồi. Được chưa? Không nhận. Thằng này làm gì đây? Tại sao lại nhìn sang chẳng hiểu vậy? Thằng này chạy đâu mà bón xe cho em gì? Của thằng Tăng thế nào? Yes, vào. Đấy, giờ mới vào lúc đó đi. Thằng nào cần thì khổ. Thanh niên chuyên cần. Được chưa? Vào hết được chưa? Xong rồi tiếp theo nhá. Nào, tập trung vào đây. Ở trong cái thằng này này, ở trong cái thằng con chuột bên này này, ở bên góc bên này nó có một cái thằng là Explorer, đúng không? Bấm vào đấy. Có phải là cái thư mục chứa san không? Nó chính là cái thư mục cài đặt của thằng san của chúng ta đấy. Được chưa? Tìm được cái thư mục đây là HTML đây này, mở ra tìm được cái thư mục đây là HTML ngáo này, con chân tập trung vào đi Dương ơi. Tìm thư mục HTML đi, kéo lên một tí là nhìn thấy ngay có gì đâu. Mày làm gì đây? Sau giờ mới còn đần độn như thế này. Đâm thẳng nữa luôn cái hốt chúng con. Ở đây thôi mà. Được chưa? Ông bấm vào đây. Tìm con HP đâu đây này. Được chưa? Không tìm đấy à? Tìm cái HP đâu? Được chưa? Trong cái HTML thì các bạn tạo cho tôi một cái file tên là test.html, dùng sắp làm text mà tạo. Chứ nếu các bạn tạo bằng Windows thì các bạn không tạo được HTML đâu, các bạn chỉ tạo được file.txt thôi. Làm gì mà tạo được? Đó, nó không tìm beta. Rồi, bỏ cốt ra, bỏ về đây ra. Bỏ cốt ra. Bê cái đấy vào trong này. Có trắng. Viết tên rồi. Cái làm gì đấy? Xong, các bạn mở cái file test, mở cái file test ra để sửa
Safari và có thể biết tên mình rồi đấy. Thằng này nó nhét cái gì vào đây nữa? Được chưa? Sửa vạch test chưa? Kia nó không bỏ mặt bạn chế sao đấy. Sửa test.html
thằng này có dùng mạng dây vô rồi vào. À có cắm này. Chữ 42. Đấy mạng dây thì có nhận đâu. Biết rồi đấy, thằng Tú update lên cao xong là đúng đẹp trai. Anh em bây giờ làm con người ta có bầu thì phải cưới chứ. Chứ bây giờ đến sau lại bắt lại được giống như cái bọn đến trước, làm sao ở đâu ra? Về cái việc setup server. Được chưa? Nó cũng là một cái hoạt động để cho chúng ta hiểu cái phần network là như nào. Tất nhiên là nếu mà chúng ta sau này gặp lỗi về phần Apache thì kệ chúng ta tự đi mà sửa. Bởi vì ở đây hiện tại chúng ta không có ai bị lỗi cả, cho nên kệ chúng ta thôi. Được chưa? Tiếp theo. Các bạn mở cái htdoc ra. Bây giờ chúng ta tạo ra ở đấy, trong đấy cái thư mục là K31B1. À, đúng rồi, K31B1. Đây, cái document này chính là cái file htdoc của tôi này. Ở đây tôi đổi được, cho nên là nó chính là cái document này. Chúng ta tạo ra cái thư mục K31B1. Tạo thư mục nha. Được chưa? Tạo tiếp thư mục L42. Được chưa?
Sau đó chúng ta kéo cái L42 vào trong cái Southern Tech. Được chưa? Bây giờ trong này chúng ta tạo ra một cái file đầu tiên là tên là file index.php. Được chưa? Không nhỉ? Bây giờ chúng ta viết thẳng ở đây là 1 cộng 1. Hoặc là viết thẻ H1. H1 tab ra 1 cộng 1 như này. Thứ nhất chúng ta nhìn thấy là nó có thể viết được cốt HTML vào trong cái file có đuôi PHP đúng không? Đúng chưa? Và bây giờ chúng ta bắt đầu chạy bằng cách là localhost / K31B1 / L42 đúng nhỉ? L42 / index.php. Enter xuống. Ra chưa? Ra nó chỉ ra là đơn giản là 1 cộng 1 thôi đúng không? Đúng nhá. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng cốt là cốt HTML. Mà HTML thì giống như chúng ta học JS rồi, tôi đã bảo rồi là HTML nó không có cái nhiệm vụ, không có khả năng thực hiện cốt logic. Đúng chưa? Nó chỉ có khả năng hiển thị thôi. Đúng không? Thế bây giờ thì là thứ nhất, nếu mà chúng ta cốt HTML mãi mãi thì chúng ta cũng chỉ có dừng lại ở cái việc là hiển thị thôi. Tuy nhiên với PHP chúng ta đang chuẩn bị học bây giờ đây thì là nó sẽ giúp chúng ta thực hiện được logic bằng cách như sau. Chúng ta viết dấu bằng ở đây. Đây vẫn là cốt HTML đúng không? Chúng ta bắt đầu viết cốt PHP bằng cách là đánh dấu như thế này. Đây là cái việc mở ra bắt đầu dịch cốt PHP. Còn đây là cái việc là đánh dấu là kết thúc cái việc đọc cốt PHP. Ở đây tôi tiến hành viết là echo 1 cộng 1 chấm phẩy. Echo ở trong PHP ý nghĩa là lệnh hiển thị giá trị của một biểu thức hoặc một biến hoặc một hàm ra ngoài. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài này chúng ta reload bằng 2 chưa? Được chưa? Ý nghĩa ở đây là gì? Các bạn để ý nãy các bạn bật là bật cái gì? Apache. Đúng không? Thì cái Apache ấy, nó mặc định là nó luôn luôn nó trỏ vào trong cái thư mục htdoc. Được chưa? Mỗi khi chúng ta gõ localhost là nó lại nghe. Mỗi khi chúng ta gõ localhost trên trình duyệt nó lại trỏ vào trong, nó chiếu vào trong cái file htdoc đấy, thư mục htdoc đấy. Và chúng ta để ý ở đây chúng ta lại vào theo cái gì đấy? K31B1L42 là thư mục nằm trong cái htdoc. Và nó trỏ cho đến bao giờ nó gặp file .php thì thôi. Được chưa? Mà trong PHP của chúng ta thì nó chấp nhận cái việc là code HTML, code CSS, code JS và code PHP. Thì nó sẽ đánh dấu ở đây con Apache nó có cái nhiệm vụ đó là khi mà truy cập vào file PHP nó sẽ tìm đến những cái đoạn nào là có cái đánh dấu mở và đóng của PHP thì nó sẽ dịch cái logic này sang logic máy. Ví dụ ở đây là thực hiện phép toán là 1 cộng 1 và hiển thị cái kết quả của phép toán này ra ngoài. Được chưa? Còn tất cả những cái đoạn khác nó đưa hết đấy về thành file, thành nội dung HTML, không dịch gì nữa. Được chưa? Chỉ thực hiện những cái code logic ở cái đoạn mở PHP và đóng PHP ở đây mà thôi. Được chưa? Còn đây là cái hàm echo, là cái hàm dịch, cái hàm hiển thị kết quả ra phía ngoài của màn hình. Được chưa? Đấy là lý do vì sao chúng ta phải bật cái Apache lên thì chúng ta mới chạy được. Bây giờ tắt thử xem có chạy được không? Tắt đi. Tắt đi mà vẫn chạy được hả? Sập luôn đúng không? Đúng nhá. Đấy là cái Apache ấy, nó chính là cái con server đấy. Nó chính là cái phần mềm chạy trên server đấy. Xong chưa? Đấy, bắt buộc phải bật nó lên. Được rồi gì? Ừ.
Cái gì mà không ra? Cái gì? Đấy là do ăn ở rồi. Tắt đi thì ra vào răng à? Thế tự tìm đi, cái do ăn ở thôi. Được chưa nào, tập trung vào đây được chưa rồi. Tiếp theo này, để ý nhá, thường thì bắt đầu ngôn ngữ mới thì chúng ta sẽ bắt đầu từ biến, từ câu lệnh, từ biến này, kiểu biến này, câu lệnh rẽ nhánh này, hàm này, đúng không, vòng lặp này, đúng không, tất cả những cái thứ như vậy. Thì ở trong PHP này nó cũng thế, chúng ta hoàn toàn có thể tạo được cái đoạn đầu như này. Bắt đầu code PHP tạo biến ở trong PHP thì là bắt đầu bằng dấu đô la, nó thay cho cái từ var, được chưa? Sau đó đến tên biến, ví dụ như name bằng, rồi đây là thiện th chấm phẩy h bằng 27 26, dễ không? Tạo biến giống hệt như trong JavaScript, tuy nhiên là chúng ta thay cái var bằng cái đô la, có thế thôi. Và khi mà chúng ta muốn hiển thị cái gì đấy ra, chúng ta tiến hành echo biến name, echo biến gì h và chạy thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là thiện 26, đúng không? Cách đặt tên biến thì giống như trong JavaScript, tuy nhiên là ở trong PHP thì nó không chấp nhận nhiều dấu đô la ở trong một biến. Được chưa? Và trong PHP nó phân biệt case sensitive. Case sensitive tức là phân biệt biến hoa và biến thường. Biến name có chữ n viết hoa và biến name có tất cả các chữ viết thường là hai biến khác nhau. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, kiểu dữ liệu thì trong Java, trong PHP nó ít kiểu dữ liệu hơn so với JavaScript. Nó sẽ không có kiểu null, nó sẽ không có kiểu undefined. Được chưa? Nó không có kiểu undefined. Mà khi mà chúng ta tạo ra một cái biến, ví dụ như tạo ra một cái biến $test chấm phẩy như này, thì cái dữ liệu của test nó sẽ bằng null chứ không phải bằng undefined. Được chưa? Ví dụ như chúng ta var test ở trong JavaScript và chấm phẩy thì nó sẽ là cái kiểu biến của cái biến test đấy, nó sẽ là undefined. Còn ở trong PHP nó sẽ là null. Được chưa? Thì ở đây ở trong PHP chúng ta có những cái kiểu dữ liệu như sau. Thứ nhất là text này, string. Được chưa? String. Thứ hai là number. Nó cũng khá là tương đồng với JavaScript, đúng không? Tuy nhiên nó khác một chút so với JavaScript. JavaScript của chúng ta cái, ví dụ tôi hiển thị là cái đoạn text này, ví dụ như kiểu đây là string như này, đúng không? String như này chẳng hạn. Ví dụ đây là tên tôi là
viết thẳng vào cái biến name vào đây. Các bạn nhìn thấy tôi viết thẳng cái biến name không? Được rồi. Thấy nó ra luôn đúng không? Thì cái string 2 phẩy này này là nó cho phép chúng ta ném cái biến vào trong cái string để hiển thị giá trị. Được chưa? Còn nếu mà string 1 phẩy tuổi của tôi như này thì các bạn coi nhá, tuổi của tôi đô la age, cái này người ta gọi đây là cái này, cái ở trên nhá người ta gọi là here doc, tiếng Anh gọi là here doc, được chưa? Hay còn gọi là, chúng ta gọi là kiểu dữ liệu là chuỗi, còn ở đây là người ta gọi là now doc, kiểu dữ liệu, đây là kiểu ký tự. Hai cái này nó khác nhau. Được chưa? Không nhá. Còn một cái nữa chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta để ý này, code JavaScript có thể nhìn được thế trên trình duyệt không? Có chứ. Nó lù lù ở trên trình duyệt luôn nhé. Đúng nhá. Nhưng mà code PHP tôi đố các bạn tìm được ở trên trình duyệt đấy. Không thể nhìn thấy được. Đúng không? Do đó cái mức độ bảo mật nó cao hơn so với JavaScript. Xong chưa? Đây là hai loại dữ liệu này. Tiếp theo, chúng ta có true false như bình thường. True false là một kiểu boolean bình thường. Gán một biến bằng null bình thường, không có vấn đề gì cả. Được chưa? Chúng ta nói chuyện đến cái thứ khác nhau nhiều hơn, đó là mạng. Mạng thì chúng ta có ARR bằng một cái mạng chúng ta viết ở đây là array. Các phần tử ở trong này 1 2 3 4 5. Được chưa? Đây là cách viết mạng kiểu cũ, kiểu từ phiên bản PHP 5.4 trở xuống. Nếu chúng ta viết cái loại mạng này, kiểu mạng như thế này, khai báo mạng như thế này thì tất cả các phiên bản PHP đều hiểu. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn hiển thị giá trị trong mạng, chúng ta có phải viết. Ví dụ, nãy tôi dùng echo đúng không? Echo cái ARR này ra, xem có ra không nhá. Nào, nhìn này, xem có ra không nhá. Báo lỗi ngay. Array to string conversion. Conversion. Được chưa? Ý nghĩa là gì? Cái echo này, cái hàm echo này nó chỉ có ý nghĩa, nó chỉ có khả năng là hiển thị giá trị của một. Thì cái ARR nó có phải là biến không? Của chuỗi thôi. Được chưa? Mảng thì nó không thể hiển thị được. Được chưa? Nhớ nhá. Echo chỉ có thể hiển thị giá trị của chuỗi thôi, cùng lắm là đến chuỗi thôi, chứ không thể hiển thị được giá trị của mạng, không thể hiển thị được giá trị của đối tượng. Được chưa? Cho nên nếu mà chúng ta muốn xem giá trị của một mạng ấy, toàn bộ mạng ấy, thì chúng ta phải sử dụng cái hàm là hàm VADAM. VADAM ARR. Được chưa? VADAM ARR reload. Nhìn thấy chưa? 0 là 1, 1 là 2, 2 là 3, 3 là 4, 4 là 5. Bây giờ chúng ta thử thay đổi giá trị ở trong này. Tôi thay đổi số 2 này thành cái T3H. Các bạn nhìn thấy cái số index bằng 0, bằng 1 này nó chuyển sang T3H chưa? Đúng chưa? Được chưa? Và đâm. Wow, sao không lên đèn? Xong chưa? Được chưa? Và đâm ra cái mới này chưa? Và thường thường các bạn lưu ý cho tôi vì hay có tổ hợp như này.
Bởi vì trong PHP chúng ta làm debug nó khá là khó. Tôi tất nhiên tôi sẽ dạy các bạn nhưng làm debug nó khá là khó. Cho nên tôi hay chơi cái trò là va đâm vào đai. Chúng ta nãy giờ học được hàm echo này, cách tạo biến này, kiểu dữ liệu là string number boolean array, đúng chưa? Bây giờ tôi dạy cho các bạn thêm là cái va đâm. Va đâm là nó đâm cái dữ liệu, nó hiển thị cái kiểu. Thứ nhất các bạn để ý này, khi mà đâm, các bạn nhìn thấy đây là cái gì? Tên, kiểu dữ liệu của cái biến đấy, đúng không? Đúng chưa? Kích cỡ này và tất cả giá trị ở trong cái biến đấy. Xong chưa? Ngoài ra chúng ta nếu mà chúng ta thích name này chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy đây là string, kiểu dữ liệu và giá trị của nó, đúng không? Được chưa? Được chưa? Tôi thường thường hay các bạn để ý khi mà đã va đâm thì nó sẽ chạy tiếp cái đoạn ở dưới, 1 cộng 1 vẫn bằng 2, đúng không? Sau này code chúng ta dài thì chúng ta sẽ không phân biệt được cái đoạn nào là cái đoạn chúng ta cần phải dừng lại ở trong một cái mớ màn hình nó dài ngoãng như vậy, đúng không? Cho nên là tôi hay đi kèm với cái từ đài này để tổ hợp bất hủ của tôi. Va đâm đài là nó sẽ tiến hành đài ở đâu là dừng ở đấy, không chạy những câu lệnh phía dưới nữa. Tôi sẽ có thể kiểm tra được các cái giá trị của các cái biến ở phía trước, tương đương với cái việc các bạn debug ở trong JavaScript. Được chưa? Va đâm ở đâu thì đai luôn ở đấy để kiểm tra giá trị của cái biến đấy, sau đó không chạy nữa. Được chưa? Nhớ đấy cái tổ hợp này nha, sau này sẽ phải dùng rất là nhiều. Xong chưa? Thử đi. Được chưa? Và làm đai được chưa? Rồi nha. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục. Cái mảng ở trong PHP nó phức tạp và hấp dẫn hơn rất là nhiều so với cái mảng ở trong JavaScript. Mảng trong JavaScript thì tất cả đều được định quy định các cái phần tử nằm trong bằng cái gì? Bằng gì? Ví dụ bây giờ tôi muốn lấy ở trong mảng JavaScript, tôi muốn lấy cái số 3 này ra, tôi lấy bằng cái cách nào? Nào. Đô la ARR. Sao nữa? Đóng mở ngoặc vuông. Số mấy? Số 3 này này, tôi muốn lấy số 3 này này. Số 2 đúng không? Index số 2 đúng không? Như này đúng không? Tôi echo nó ra. Đúng chưa? 3 đây. Chính xác chưa? Chính xác rồi. Tuy nhiên ở trong PHP thì cái mảng chúng ta có thể làm như này. ARR 2 bằng. Đây là một cách tạo mảng nữa này. Giống trong JavaScript đúng không? Tuy nhiên cái cách tạo mảng này của các bạn ấy chỉ có những cái con server nào nó cài PHP từ bản 5.4 trở lên. Hiện tại các bạn đang cài bản SAM là bản có bản PHP là 7.1.2 đúng không? Trước đấy nó có bản 7.0.8 đúng không? Trước đấy nữa nó có bản 5.5.6 đúng không? Nhưng mà trước cái 5.5 đấy nó còn những cái năm trước đấy nó là 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 rồi 4.3.2. Được chưa? Mà những cái phiên bản trước đấy của PHP của chúng ta thì từ cái bản nào có PHP là 5.4 trở lên mới hiểu cái cách khai báo mạng như thế này. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể viết mảng như sau. Chúng ta định nghĩa ra một con người. Định nghĩa một con người thì chúng ta định nghĩa ra ở đây là, đây là name mang giá trị thuộc tính. Đây là cái index, tương đương với cái index. Đây là Nguyễn Bạch Dương đúng không? Nguyễn Bạch Dương. Age là 50. Hometown. Quê ở đâu ở Dương? Hải Dương. Được chưa?
Và bây giờ chúng ta xem cái mảng này khi mà va đâm nó thành như nào. Thấy gì? Có còn 0, 1, 2, 3, 4 nữa không? Hết rồi đúng không? Thay vào đó là name, age, thao, hôm thao, đúng không? Thì bây giờ chúng ta thử lấy ra cái thằng Nguyễn Bách Dương này nhá. Thì nếu như lúc nãy của các bạn lấy ra cái thằng này thì chúng ta sẽ để index là 0 đúng không? Đúng chưa? Chết ngay, không có cái offset 0. Tức là không có cái phần tử nào có index bằng 0 ở trong cái mảng ARR2 này. Mà chúng ta phải lấy, muốn lấy cái tên của thằng Nguyễn Bách Dương này ra thì phải là string name. Được chưa? Xong chưa? Check thử đi. À, không có dấu chấm phẩy ở sau thì chết. Thử đi, thử thì biết. Được chưa? Thế vậy thì nếu mà chúng ta sẽ đặt một vấn đề ra ở đây. Nếu mà trong cái PHP này, trong cái PHP này có hai loại mảng nó như thế này. Đúng không? Đây là chứng minh cho các bạn là có hai loại mảng đấy. Thế nếu mà bây giờ với cái loại mảng thứ hai này, loại mảng có key value, cái này người ta gọi là key này, cái này gọi là value này. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta lấy các phần lần lượt các phần tử ở trong mảng để ra bằng cách nào? Có dùng vòng for được như ngày xưa? Ví dụ chúng ta muốn lấy các phần tử ra như ngày xưa thì chúng ta sẽ có vòng for. Ở trong này nó cũng có for. For đô la y bằng 0, đô la y nhỏ hơn tổng số phần tử đúng không? Chúng ta sẽ có cái biến cái hàm cao của cái ARR2 này, y cộng cộng. Bây giờ tôi tiến hành echo ra cái đô la của ARR2 ở phần tử thứ đô la y như này đúng không? Được chưa? Chính sao? Bây giờ làm sao để chạy được? Xóa luôn cái này đi. Không thể chạy được. Đúng không? Bởi vì nó chạy vào vòng đầu tiên y bằng mấy? Y bằng 0. Đúng chưa? Ok, y bằng 0 thỏa mãn cái việc là nhỏ hơn 3 phần tử ở trong này. Đúng chưa? Và chúng ta echo ra cái ARR ở phần tử số 0 thì là tèo rồi, không lấy ra được rồi. Đúng chưa? Vậy làm sao, làm nào để lấy ra được các phần tử ở trong cái mảng này? Thay tên. Biết là trong cái mảng này nó có những cái gì? Khó đúng không? Bây giờ sao? Trong PHP nó hỗ trợ chúng ta một cái loại vòng for khác nữa, đó là vòng for each. Vòng for each. For each trong cái mảng ARR2 trở đến S key và value. Chúng ta đây nó là cái biến, chúng ta thay đổi tên thế nào cũng được. Được chưa? Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có là echo string này, đô la key trừ đô la value.
cộng với cái thẻ BR vào đây cho xuống dọc. Thế chưa? Bây giờ chúng ta coi. Name Nguyễn Bách Dương. Age 50, hometown Hải Dương. Xong chưa? Lấy được chưa? Chúng ta có hà có cái vòng for lạ, đó là for x. Cái tham số đầu tiên là tham số tên mạng. Tham số s và key, key này nó chính là cái này. Key nó chính là cái name này. Còn trỏ đến tương đương với cái việc này. Value tương đương với giá trị của bên này. Lần lượt từng phần tử một. Được chưa? Kể cả tôi bê cái này ra, tôi thay cái này bằng ARR, kết quả vẫn chạy. Được chưa? Đây là cái câu lệnh for x ở trong PHP, nó khác so với cái mảng ở trong jQuery, ở JavaScript. Tất nhiên cái của nợ này, cái mảng của for x này, chúng ta trong vòng lặp for chúng ta không thể nào thay thế giá trị của một mảng được. Được chưa? Ví dụ như chúng ta tiến hành for bình thường như kia thì chúng ta có thể là ARR ở phần tử thứ bao nhiêu, thứ đô la y thỏa mãn điều kiện nào đấy bằng giá trị khác, đúng không? Nhưng mà ở đây nếu muốn thay đổi giá trị, chúng ta phải chỉ bắt buộc chỉ có thể là ARR 2 ở phần tử key bằng giá trị nào đấy thì được, còn lại là không được. Được chưa? Không nhá. Để lấy từng phần tử ra một. Đây là cái loại mạng. Còn lại tất cả mọi thứ đều giống với JavaScript, giống hệt luôn, giống với JavaScript. Nó chẳng khác gì. Rồi bây giờ chúng ta thử một bài nhé. Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta thêm một cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta đang vào cái index.php này đúng không? Chúng ta có biết cái này không nhỉ? Hỏi chấm name, đây là số A bằng 100 và số B bằng 200. Có biết cái này không? Không biết đúng không? Rồi ok, để cho biết này. HTML. Chúng ta trong đây chúng ta có một cái form. Cái form, chúng ta có action bằng summary.php. Summary.php. Được chưa? Method get không có accept access gì cả. Method get. Ở trong này chúng ta có một cái input type bằng text, name bằng số A. Được chưa? Placeholder là số A. Duplicate thằng này lên, chúng ta có số B, name bằng số B. Và có một cái button nữa. Button type bằng submit. Đây là tính tổng. Alo. Ừ nhưng mà anh, khi anh thấy chuyển sang màu đỏ nó đang hơi xấu, anh chưa dám đẩy lên. Ừ ok, để tí anh đưa lên. Ừ nhá. Để tí anh đẩy lên luôn nhá. Ừ.
Được chưa? Xong chưa? Xong form chưa? Chứ gì đây? Hai thằng này làm gì ấy? Xong chưa? Tập trung vào đây. Được chưa? Rồi chúng ta có số A, số B và tính tổng đúng không? Nhập vào đây. 100, 400 chẳng hạn. Nhập bất kỳ cái số nào cũng được. Bấm tính tổng. Nó sang cái not found này đúng không? Chúng ta nhìn cái đường dẫn ở trên nó sang cái gì? Summary. Summary.php đúng không? Nhưng mà chúng ta xem ở trong cái thư mục L42 chúng ta có file nào tên là summary không? Không có đúng không? Bây giờ tạo ra. Muốn xử lý thì phải tạo ra chứ sao? Tạo ra file mới tên là summary.php. Code PHP ở trong này. Chúng ta gõ PHP xong tab một cái. Enter đúng không? Được chưa? Không nhá. Bây giờ coi này. Echo đô la gạch dưới get string là số A. Được chưa? Xong chưa? Rồi test lại. Back lại về trang kia. Số A bằng 2, số B bằng 3. Nhìn nó ra cái gì đấy? Nó là số đầu đúng không? Bây giờ lấy ra số B làm nào? Hiển thị cái số B làm nào? Echo đô la get. Nhìn đi gớm khổ lắm. Đô la get. Đây là số B đúng không? Reload. Đúng nhá. Thì ở đây nãy giờ chúng ta đang làm cái gì? Nãy giờ chúng ta đang làm cái gì? Lấy phần tử từ trên URL xuống dưới. Code PHP và hiển thị đúng không? Đây chúng ta để ý này, đây là số A. Cái đoạn này này. Cái đoạn sau dấu hỏi chấm này. Người ta gọi đây là query string. Được chưa? Tham số đường dẫn. Tham số trên URL. Bắt đầu tham số bằng dấu hỏi chấm. Được chưa? Tiếp theo tổ hợp của nó sẽ là theo dạng là tên tham số và dấu bằng, sau đó lên giá trị của tham số. Được chưa? Tên tham số và giá trị của tham số. Tiếp theo có tham số tiếp theo chúng ta cách bằng dấu và rồi lại đến tổ hợp là tên tham số bằng giá trị của tham số. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể sửa những cái này bằng tay ở trên URL này. 200 chẳng hạn. Đây tôi sửa thành 300. Đúng chưa? Xong chưa? Thì với trong ở trong PHP để lấy được những cái giá trị ở tham số trên URL ra, chúng ta có cái biến cái magic variable. Cái đồ bắt đầu những cái thứ bắt đầu bằng đô la thì chúng ta nó gọi nó là cái gì? Biến. Được chưa? Nhưng mà biến này là cái những cái biến gọi vì sao gọi là magic variable. Đó là những cái biến được định nghĩa sẵn bởi PHP. Bây giờ chúng ta chỉ việc đem ra sử dụng mà thôi. Ví dụ, mục đích của chúng ta là muốn lấy ra những cái tham số ở trên URL xuống và gán vào cho nó một cái tham giá trị nào đấy thì chúng ta sẽ sử dụng là đô la gạch dưới get đóng mở ngoặc vuông tên tham số. Được chưa? Sau đó tôi có thể là gán cái giá trị này cho một cái biến. Ví dụ biến đây là số A bằng đô la get số A. Duplicate lên. Đây là B đô la get số B. Được chưa? Sau đó tôi có thể tính như sau. Echo ra cái, không, quên nhầm.
chúng ta có cái biến là total bằng đô la A cộng đô la B. Và chúng ta tiến hành là hiển thị ra là tổng của đô la A cộng đô la B bằng đô la tổng và total chứ. 200 cộng 300 bằng 500. Được chưa? Đây là 2 cộng 300 chẳng hạn. 2 cộng 3 thôi. 30. 32. Xong chưa? Đây là cách chúng ta lấy những cái giá trị ở trên URL xuống dưới. Xong chưa? Được chưa? Phần này nó đang dễ mà không nắm được là đi ăn cứt đi nhá. Nên liệu liệu mà học không hiểu thì phải hỏi ngay. Chứ đừng để đến sau này học đến mấy cái hướng đối tượng, học đến tương tác cơ sở dữ liệu rồi bắt đầu vẫn không biết biến là cái gì, khai báo biến ra làm sao thì ăn cứt luôn. Xong chưa? Tiếp theo, update cho tôi cái bài toán như sau. Bây giờ tôi sẽ có số A, số B, số C. Khi bấm tính tổng, hiển thị tổng của cả ba số. Update trên cái bài toán này. Phải có giao diện chứ không có sửa text giống như vừa rồi đâu nha, không có sửa ở trên HTML trên đường dẫn đâu nha. Làm đi. 5 phút sau mà không xong thì mỗi đứa 10.000 nộp quỹ. Không nói lại nữa, tôi nhắc một lần thôi. Được chưa? Bắt đầu từ bây giờ là 9:10 đến 9:15 tôi sẽ kiểm tra. Chẳng có cái nào bị lỗi cả. Chẳng có cái nào không ra cái gì cả. Tại sao nãy không hỏi, bây giờ mới hỏi?
Làm đi, ngó gì. 5 phút xong mà không xong thì liệu hồn. Thank you.
Xấu vãi, càng sửa càng xấu. Đấy, cái thằng bệnh này xấu nhỉ, xanh đẹp hơn. Quan trọng là khách nó bắt sửa, nó hiểu luôn. Nó hiểu. Bây giờ nó khách hàng nó bắt đầu bắt đổi là biết làm sao. Mình vừa đấy, tôi vừa gọi điện cho nó bảo đấy, cho màu đỏ nhìn chuối lắm. Nói không nghe, bướng, bướng như thủ tướng. Thì thôi, thì mình đi làm thì thôi, khách hàng có là bố rồi. Chán. Mười phút rồi nha, xong chưa? Số lớn nhất của ba cái giá trị nhập lên. Đấy là bài 1. Bài 2, kiểm tra xem ba số đấy có hình thành tam giác không. Nếu hình thành tam giác, lại tính chu vi diện tích. Lại những cái bài toán cơ bản. Nhảy nhảy à? Nghiêm cấm nhảy. Nhảy nhảy à? Ừ.
Cover, ông giống như trang tôi đang làm này. Rốt nát thế nhỉ. Đây này. Ừ. Nhà quê thế. Rồi để đây. Gì? Đại thầy ơi. Làm gì đấy? Sắp vào cái đẩy cái kia xuống. Cái này nó dùng nó cho nó nổi lên trên nhá. Nó nổi lên trên của mày. Được chưa? Không phải đẩy cả cái mới xuống hả? Còn ông thích dùng như nào dùng như này các con? Đây nghe. Mấy này cương. Có. Tầm Huy. Có sao kiểu anh đi không cần. Không cần em nhìn kiểu cần. Thank you.